Hello, mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em đang xem video. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình yên và hạnh phúc. Hôm nay Heo chia sẻ cách làm bánh bông lan theo kiểu mới, chỉ cần dùng một loại bột, không cần lò nướng, cũng không có bột nở nữa. Cho ra bánh bông lan rất là mềm, xốp và bông ngon, đặc biệt á là rất là thơm. Và đây là tất cả nguyên liệu của Heo, giờ cả nhà cùng vào bếp làm bánh với Heo nha. Nguyên liệu của Heo đầu tiên là chuối chín nè. Chuối này thì Heo để cho nó chín mềm rồi. Hôm trước Heo có làm với lại bánh tét á. Hôm nay còn lại 5 trái Heo đem ra làm bánh bông lan luôn. Lột vỏ xong thì Heo sẽ lấy chỉ này cho nó thật sạch để không bị chát. Xong rồi thì Heo sẽ cắt ra thành từng khoanh nhỏ, cho trực tiếp vào cái máy xay sinh tố luôn. Chuối Heo đã cắt xong rồi, tiếp tục Heo cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối và một cái trứng gà, trứng này là trứng nhỏ, Heo cân được 50g. Rồi Heo cũng cho vào đây 100g sữa đặc có đường. Nếu mà mình không có thích ăn sữa đặc có đường á, thì mình thay thế bằng 100g đường cát, cũng ngon nữa. Kế tiếp là Heo sẽ cho vào đây 60g bơ thực vật, bơ Heo dùng là bơ của Tường An. Và đây là gói sữa tươi không đường. Gói này là 220g, Heo sẽ cho hết vào cái máy xay sinh tố luôn. Và nguyên liệu cũng đã cho hết xong rồi, bây giờ Heo đem xay nhuyễn nha. Nguyên liệu Heo đã xay nhuyễn xong hết rồi, giờ thì Heo sẽ lược lại qua cái rổ lược. Heo lược lại như vậy á, để cái phần lõi của chuối với những hạt đen đen á, nó sẽ được loại bỏ ra. Và nếu như mà trứng á, cái lòng trắng mình xay á, nó không có nát ra hết, thì Heo cũng lược lại luôn. Khuấy nhẹ. Và cả nhà xem nè, ở bên trong lõi của trái chuối á, nó có mấy cái đen đen nè. Rồi, và đây á là men nở, thương hiệu Heo dùng nè, có con chuột túi nè. Heo cắt ra, rồi bây giờ thì Heo sẽ luộc nha. Heo lấy một muỗng cà phê á, nó vung như vậy là 3g. Tiếp tục, Heo sẽ lấy một muỗng cà phê ngang chừng chừng lưng là 2g, tổng cộng Heo dùng men là 5g. Heo trộn đều lên, cho men nở nó hòa lẫn hết vào trong cái phần nguyên liệu mình vừa mới xay nhuyễn xong. Men đã được hòa tan hết rồi, bây giờ Heo sẽ cho bột vào nha. Đây là bột mì đa dụng, Heo chuẩn bị là 350g. Heo sẽ chia làm 3 lần để mà mình trộn cho nó dễ hơn. Tiếp tục, Heo cho lần bột thứ hai vào, Heo chừa lại một xíu nha. Tại vì á, tùy thuộc vào bột mới hay cũ cho nên hút nước khác nhau nữa, mình làm như vậy để trừ hao. Rồi Heo cũng trộn đều lên. Và lúc này á, cái phần bột Heo trộn lại nó còn nhão lắm, cho nên Heo sẽ cho hết bột luôn. Tiếp tục Heo sẽ trộn thật là đều tay. Và Heo trộn một tí xíu thì lúc này bột cũng đã tan hết rồi. Và bột của mình á, nó mềm dẻo như vậy là bột đã đạt rồi đó. Không có bị nhão quá, cũng không có bị khô nữa. Heo sẽ tóm gọn bột lại để mình để cho bột nghỉ á, nó nở để mình dễ kiểm tra hơn nha. Mình sẽ vuốt cho cái mặt nó hơi bóng bóng tí xíu. Rồi bây giờ Heo sẽ dùng cái màng bọc thực phẩm để mà mình bọc lại. Nếu mà cả nhà không có màng bọc thực phẩm á, mình dùng một cái khăn lông mình trùm cũng được nữa. Heo sẽ vuốt cho cái màng bọc thực phẩm á, nó trùm kín hết cái phần bột của mình. Xong rồi thì Heo sẽ để đây cho bột nó nở tầm khoảng 45 phút nha. Tại vì nhiệt độ hôm nay quê Heo nóng lắm, tới 30 độ lận. Sau khi để bột nghỉ 45 phút, bây giờ bột của Heo đã nở lên gấp đôi rồi nè. Nở rất là cao luôn á. Cái phần màng bọc thực phẩm nó phồng lên như bong bóng gì đó. Rồi bây giờ Heo lấy ra nha. Nếu như mà nhiệt độ quê mình thấp hơn á, thì mình sẽ ủ lâu hơn tầm khoảng 1 tiếng nha. Miễn sao mình thấy cái bột của mình nó nở cao lên gấp đôi như vậy là được rồi hà. Rồi bây giờ Heo gợt ra cho cả nhà xem nha. Wow, bột á, nó nở lên xốp xọp luôn nè. Nhìn rất là ngon luôn. Nở rất là đều luôn á. Đặc biệt á, khi mà mình mở bột ra, bột thơm lắm, chứ không có cái mùi nó hôi hôi men. Tại vì ở bên trong có chuối nè, có bơ và sữa, cho nên thơm lắm. Sẽ trộn cho nó bể bớt bột bong bóng hơi nha. Xong rồi thì Heo sẽ chuẩn bị đem đi nướng.
Nguyên liệu nấu hôm nay của heo là cái chảo nhỏ này nè. Chảo này số 18 heo cho dầu vào, mình thoa đều chảo luôn. Rồi bây giờ thì heo sẽ cho bột vào. Và mình khi cho bột vào á thì mình chỉ cho cái lượng bột tầm khoảng 1/3 từ ở dưới đáy chảo lên trên cái miệng chảo thôi. Tại vì lát nữa bột này nó còn nở ra nữa. Giờ thì heo sẽ dàn đều cho bột á, nó chan ra đều hết ở dưới cái đáy chảo nè. Lúc này á thì cái cây trộn bột của heo nó hơi dính dính nè. Bây giờ thì heo sẽ đem đi nhúng dầu nha. Và mình sẽ vuốt cho cái mặt á nó bóng hơn. Phần mặt bánh heo vuốt tí xíu á thì bây giờ cũng bóng rồi. Và để tăng thêm mùi hương và màu sắc, heo sẽ cho lên đây mè trắng và mè đen. Mè này thì heo chưa có rang nha, nó còn sống. Tại lát nữa mình nướng á sẽ chín. Rồi bây giờ heo sẽ đậy lại tầm khoảng 10 phút cho bột nở lên gấp đôi. Và sau 10 phút á, lúc này cả nhà xem nè, bột đã nở lên gấp đôi rồi. Bây giờ thì heo đem đi lên bếp, đậy kính nắp lại, nướng ở lửa nhỏ, riu riu ha. Và cả nhà xem nè, khi mà gặp lửa thì bánh của mình nó nở cao lên gấp 3 lần, đầy tới cái miệng chảo luôn rồi. Khi nướng á, thì cả nhà nhớ mình xoay chuyển cho ở dưới cái đáy chảo của mình á, bánh nó được chín vàng đều nha. Bếp ga thì heo sẽ nướng ở lửa nhỏ riu riu. Nếu như cả nhà nướng bếp điện thì mình nướng tầm số 2 là vừa rồi. Và bánh lúc này heo nướng đã được 10 phút rồi. Ở trên mặt nó đã khô ráo rồi. Và nhìn xung quanh cái viền nó hơi vàng vàng như vậy nè. Bây giờ thì heo sẽ kiểm tra nha. Heo dùng cái cây trộn bột, heo sẽ khều nhẹ xem bánh đã chín vàng chưa. Và bánh nó đã chín vàng rồi. Bây giờ heo lấy ra. Cách lấy dễ lắm, chỉ cần úp cái dĩa lại, lật ngược ra là cái bánh nó ra. Wow, bánh vàng ngon quá cả nhà ơi. Và để mình chả cái bánh lại cái chảo thì dùng cái nắp úp ngược lại và mình úp qua cái chảo là được ha. Rồi bây giờ tiếp tục heo sẽ nướng ở lửa nhỏ thêm khoảng 5 phút nữa cho mặt dưới chín vàng nha. Lấy bánh ra heo cũng dùng cái nắp lật ngược cái chảo lại. Rồi heo đã lấy được rồi nè, bánh vàng ngon lắm. Bây giờ thì heo sẽ cho ra dĩa. Đơn giản mình chỉ nghiêng cái nắp là cái bánh nó chạy ra cái dĩa ha. Rồi bây giờ thì heo để cho bánh nguội lại xíu nha. Và đây là thành phẩm bánh bông lan heo nướng xong rồi nè. Với lượng bột như vậy thì heo nướng được 2 khuôn của cái chảo số 18 và 4 cái của cái chảo mà heo làm bánh rán. Rồi bây giờ thì heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem bên trong như thế nào nha. Bánh lúc này nó còn hơi nóng nóng nè, cho nên nó cũng hơi giòn giòn. Giờ heo lấy bánh ra nha. Wow, cả nhà xem nè, ở bên trong á rất là mềm xốp luôn. Và cái độ bông của bánh bông lan nhìn rất là ngon. Giờ heo xé ra cho cả nhà xem bên trong rõ hơn nha. Cả nhà xem nè, ở bên trong á thì nó chín đều luôn. Rất là khô ráo, nhìn rất rất là ngon. Đặc biệt, bánh rất là thơm luôn. Giờ heo mời cả nhà thưởng thức bánh với heo nha. Bánh khi mà ăn vào miệng á, xung quanh cái viền vàng vàng của bánh á, nó còn hơi giòn giòn, nó lăn tăn á, ngon lắm. Và khi mình cảm nhận được bên trong của bánh á, thì bánh rất là thơm. Thơm của sữa nè, của bơ nè, và của mè, của trứng, và có vị ngọt tự nhiên của chuối. Ăn vào miệng á, hương vị và cảm giác á, nó ngon, nó hơi khác khác với lại cái bánh bông lan truyền thống. Bánh bông lan truyền thống á, thì mình chỉ cần có bột nè, trứng với đường. Xong rồi á, mình đánh cho nó bông lên, rồi mình đem đi nướng, đem đi hấp là được. Nhưng đối với bánh bông lan này thì heo cải cách lại, heo cho thêm sữa và bơ nè, cho chuối vào nữa, cho nên hương vị nó sẽ khác với hương vị của truyền thống nha. Và với cách làm này thì nó cũng rất là nhanh, đơn giản. Nguyên liệu thì nó cũng dễ tìm và rẻ tiền. Đơn giản mình chỉ cần có chuối nè, bột mì, bơ, sữa tươi và sữa đặc. Xong rồi thì cho thêm một cái trứng gà thôi. Rồi mình để lên chảo mình nướng, mình không cần phải có lò là mình đã làm ra được cái món bánh bông lan rất là ngon cho gia đình mình thưởng thức rồi. Mà mình cũng không có mất thời gian đánh trứng nữa, cũng không mất thời gian để mà mình trộn nguyên liệu, đưa vô cái máy xay sinh tố á, là cái máy nó trộn giùm mình hết trơn rồi hả. Chỉ cần việc á mình lấy ra, rồi mình cho bột vào, mình trộn sơ tí xíu, rồi để cho bột nghỉ bột nở là được rồi. Rất là nhanh và dễ luôn á.
Hy vọng chia sẻ của Heo sẽ mang đến cho cả nhà thêm một cách mới nữa để mà mình làm ra món bánh bông lan cho gia đình mình ăn nha. Và video của Heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các bạn, các em thật là nhiều sức khỏe. Thích video và thương Heo, xin cho Heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với món bánh bông lan kiểu mới nha.